trải qua chặng đường dài gần 2.000 km. Cơn bão Yagi, bão số 3, hôm nay 14 tháng 9 vẫn còn tàn dư và đang hồi sinh thành một áp thấp nhiệt đới. Cơn bão số 3, tên quốc tế là Yagi, đã gây ảnh hưởng nặng nề ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc cùng nhiều nước ở Nam Á. Sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng và lướt thẳng tới Hà Nội vào đêm 7 tháng 9, bão đã suy yếu trên hành trình di chuyển về phía Tây. Thế nhưng sau khi lướt qua nhiều nước ở Nam Á, sáng nay 14 tháng 9, tàn dư của bão Yagi lại mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển của Bangladesh và đang tiếp tục gây ra thời tiết xấu ở khu vực này. Dự kiến, hệ thống áp thấp này có thể tồn tại trong khu vực đất liền của Ấn Độ trong vài ngày tới trước khi suy yếu dần. Trước đó, từ trưa đến đêm 7 tháng 9, bão số 3 đã đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, gây ra thiệt hại lịch sử cho các tỉnh trong khu vực. Từ đó đến nay, bão đã khiến tình hình mưa lũ kéo dài, gây ngập lụt và sạt lở trên diện rộng. Bão Yagi cũng được ghi nhận là cơn bão lịch sử 30 năm ở Biển Đông và là siêu bão cấp 16 đến 17. Theo báo cáo cập nhật từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vào sáng 14 tháng 9, tổng số người chết và mất tích đã lên đến 345 người, trong đó 262 người đã thiệt mạng và 83 người vẫn còn mất tích. Theo số liệu ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước lũ trên sông Thao, tức sông Hồng, tại tỉnh Yên Bái đã vượt lũ lịch sử năm 1968 là 1,31m. Trong khi thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho rằng, trong đợt mưa lũ sau bão số 3 năm nay, lũ trên sông Thao thuộc tỉnh Yên Bái và Phú Thọ đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971 tới trên 1m.